Đây, các bác ơi, các bác đang nhìn thấy bác thợ đang rất là miệt mài làm đây này các bác này. Đấy, thì em sẽ quay lại cái hành trình. Tất nhiên là cái này thì nó cấu thành cái giá thành của cái sản phẩm này nó rất là khó. Thì nó tùy theo cái mà ví dụ mình làm nó, ví dụ mình đục nhiều đục ít. Đấy, cho nên là cái này thì anh em nào muốn thì phải liên hệ trực tiếp. Ví dụ như đục rỗng cái bàn đây này các bác này, thì cái công mà chi phí vào đây nó lớn. Thế cho nên là nó sẽ cái giá thành nó sẽ cao hơn. Cái thứ hai nữa là những cái sản phẩm ví dụ như là cái vân này, nó còn phụ thuộc vào vân nữa anh em, như kiểu gỗ. Thế cho nên là ở đây thì là mong muốn là đến giới thiệu cho anh em những cái bộ mà những cái sản phẩm để mà anh em thấy được tại sao mình đừng có so sánh giá các bạn. Nó như kiểu nội thất gỗ thế thôi. Cái nào vân nhiều thì nó sẽ nhiều tiền, cái nào vân ít thì nó sẽ nhiều, vân nó sẽ tiền ít. Đấy, cái đục nhiều thì nó mất nhiều tiền, mà đục ít thì nó mất thì ít tiền. Thì đấy là cái câu chuyện mà giới thiệu về các cái sản phẩm như thế này này các bác này. Rồi, em tí em sẽ quay lại hành trình ở những cái sản phẩm thực tế luôn các bác nhá.